Thước phim ghi lại hành vi của cá voi xám được ghi lại ở phá Odeo Libre, ngoài khơi Baja, California, Mexico. Trong video, cá voi bơi gần mạn thuyền và cố gắng nổi trên mặt nước trong lúc người du khách liên tiếp bắt những con rận trên đầu nó. Sau khi anh bắt con rận đầu tiên, nó lại bơi đến gần để anh tiếp tục. Còn cá voi xám nhiều lần quay trở lại để nhờ anh loại bỏ đám ký sinh trùng. Rận cá voi là sinh vật màu nhợt giống cua bò trên đầu cá voi và ăn tảo bám trên cơ thể chúng hoặc ăn da chết và mô hoại tử quanh vết thương. Tuy nhiên, chúng cũng khiến cá voi ngứa ngáy.